Nếu anh nếm được hương vị của cái dịch vương đó thì lưỡi sẽ được thanh tịnh. Nếu anh xúc chạm được thân cây dịch vương đó thì thân sẽ được thanh tịnh. Nếu có chúng sinh lấy được đất ở dưới cây dịch vương đó thì cũng được lợi ích tiêu trừ được mọi chứng bệnh. Phật tử, dịch vương vô thượng Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng là như thế, hay làm tất cả lợi ích. Nếu có chúng sinh nào thấy được sắc thân Như Lai thì mắt được thanh tịnh. Nếu ai nghe được danh hiệu Như Lai thì tai được thanh tịnh. Nếu ai ngửi được hương giới Như Lai thì mũi được thanh tịnh. Nếu ai nếm được pháp vị Như Lai thì lưỡi được thanh tịnh. Đủ tướng lưỡi rộng dài hiểu lời lẽ của pháp. Nếu ai xúc chạm được quang minh Như Lai thì thân được thanh tịnh, do giáo đắc được pháp thân vô thượng. Nếu ai nghĩ nhớ đến Như Lai thì đắc được niệm Phật tam muội thanh tịnh. Các vị Phật tử, dược vương vô thượng Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng là như thế. Hay dùng đủ thứ phương pháp để làm lợi ích tất cả chúng sinh. Nếu có chúng sinh nào thấy được sắc thân Như Lai thì mắt được thanh tịnh. Nếu ai nghe được danh hiệu Như Lai thì tai được thanh tịnh. Nếu ai ngửi được hương giới Như Lai thì mũi được thanh tịnh. Nếu ai nếm được pháp vị Như Lai thì lưỡi được thanh tịnh. Có đủ tướng lưỡi rộng dài hiểu biết tất cả lời lẽ của pháp. Nếu ai xúc chạm được quang minh Như Lai thì thân được thanh tịnh, tương lai chắc chắn sẽ đắc được pháp thân vô thượng của Phật. Nếu ai nghĩ nhớ đến Như Lai, do đó có câu nhớ Phật niệm Phật tương lai nhất định thấy Phật thì đã được niệm Phật tam muội ý căn được thanh tịnh. Nếu có chúng sinh cúng dường Như Lai đi qua chỗ đất đai và tháp miếu cũng đủ căn lành để trừ tất cả các loại phiền não, được an vui của hiền thánh. Nếu có chúng sinh cúng dường Như Lai đi qua chỗ đất đai và tháp miếu cũng đầy đủ căn lành để trừ tất cả các loại phiền não, được an vui của hiền thánh. Phật tử, này tôi bảo các vị, nếu có chúng sinh thấy nghe về Đức Phật, dù nghiệp chướng ràng buộc che lấp, chẳng sinh tin ưa, cũng chẳng cắt lành không đốn qua, cho đến chốt giáo sẽ và niết bàn. Các vị Phật tử, này tôi, Bồ Tát Phổ Hiền, bảo các vị đại chúng, nếu có chúng sinh thấy được thân Phật, nghe được tiếng Phật, dù nghiệp chướng ràng buộc che lấp, tâm cũng chẳng sinh tin ưa, người đó cũng sẽ trồng xuống cắt lành, tương lai sẽ chứng được quả Phật, cho đến chốt giáo sẽ và niết bàn. Có người đến chùa vào chánh điện chẳng muốn lễ lại Phật, đó là chẳng sinh tin ưa. Tuy nhiên chẳng sinh tin ưa nhưng cũng gieo xuống chút căn lành, đừng bỏ lỡ cơ hội vào chánh điện một lần. Phật tử, đại Bồ Tát nên biết ở chỗ Như Lai như vậy, thấy nghe gần gũi gieo trồng căn lành, đều lửa khỏi tất cả các pháp bất thiện, đầy đủ pháp lành. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát nên biết ở trong đạo tràng của Như Lai như vậy, thấy nghe Phật gần gũi Phật, gieo trồng cát lành, đều để khỏi tất cả các pháp bất thiện, mà đầy đủ tất cả pháp lành. Phật tử, Như Lai dùng tất cả ví dụ nói các thứ việc, không có ví dụ nói được pháp này. Tại sao? Vì tâm trí tuyệt lộ không thể nghĩ bàn, chứ phải Bồ Tát chỉ tùy tâm chúng sinh, khiến cho họ hoan hỉ, vì họ nói ví dụ chẳng phải rốt ráo. Các vị Phật tử, tuy Như Lai nói rõ đạo lý các thứ sự việc, nhưng không có ví dụ nào nói được pháp này. Tại sao? Vì tâm trí tuyệt lộ, do đó có câu ngôn ngữ đạo đạo tâm hành xứ diệt. Đạo lý này không thể dùng tâm suy lượng được, cũng không thể nghĩ bàn được. Chỉ Phật Bồ Tát chỉ tùy thuận tâm ý của chúng sinh, khiến cho họ hoan hỉ, mới vì họ nói đủ thứ ví dụ. Phàm là pháp dùng ví dụ để hình dung đều chẳng phải là pháp dung giáo. Phật tử, pháp môn này tên là nơi bí mật của Như Lai, tên là tất cả thế gian không thể biết được, tên là vào ấn Như Lai, tên là môn khai đại trí, tên là thị hiện giống tánh Như Lai, tên là thành tựu tất cả Bồ Tát, tên là tất cả thế gian không thể hoại được, tên là một hướng tùy thuận cảnh giới Như Lai, tên là tịnh tất cả các cõi chúng sinh, tên là diễn nói pháp căn bổn thật tánh Như Lai cho giáo không nghĩ bàn. Các vị Phật tử, pháp môn này có 10 tên: một, nơi bí mật của Như Lai; hai, tất cả thế gian không thể biết được; ba, vào ấn Như Lai; bốn, môn khai đại trí; năm, thị hiện giống tánh Như Lai; sáu, thành tựu tất cả Bồ Tát; bảy, tất cả thế gian không thể hoại được; tám, một hướng tùy thuận cảnh giới Như Lai; chín, tịnh tất cả các cõi chúng sinh; mười, diễn nói pháp căn bổn thật tánh Như Lai rốt ráo không nghĩ bàn. Phật tử, pháp môn này Như Lai chẳng vì chúng sinh pháp nói, chỉ vì Bồ Tát hướng đại thừa mà nói. Chỉ vì Bồ Tát thừa không nghĩ bàn mà nói, pháp môn này chẳng vào tay của tất cả chúng sinh khác, chỉ trừ đại Bồ Tát.
Các vị Phật tử, pháp môn này Như Lai cho vì chúng sinh khác mà nói, chỉ vì Bồ Tát hướng đại thừa mà nói, chỉ vì tất cả Bồ Tát thừa không nghĩ bàn mà nói. Pháp môn này chẳng vào trong tay của tất cả các chúng sinh nào khác, chỉ trừ đại Bồ Tát, cho nên tất cả chúng sinh khác không thể nghe được pháp đại thừa này, chỉ có Bồ Tát mới có tư cách nghe pháp môn này. Phật tử, ví như chuyển luân thánh vương có bảy báu, nhờ có bảy báu đó mà hiển bày luân vương, báu đó chẳng vào tay chúng sinh khác, chỉ trừ thái tử do đệ nhất phu nhân sinh ra, thành tựu đầy đủ tướng thánh vương. Nếu luân vương không có thái tử đủ các đức thì vô lượng mạng trùng, thì các báu đó trong 7 ngày đều diệt mất.